Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã cho ý kiến của mình. Hôm nay anh em trên trang Twitter của FC Mobile đã công bố gọi là ba cái thẻ icon cho cái giải Ly 1 sắp tới. Thì không biết anh em đã biết thông tin này chưa, hoặc là chắc sáng giờ cũng biết rồi. Thì rất là nhiều đồn đoán cầu thủ của cái ba cái icon này là như thế nào. Thì ok anh em, hôm nay làm clip gọi là anh em mình cùng gọi là chia sẻ với nhau là cái giải sắp tới, đó là giải Ly 1 ha. Giải Ly 1 thì thật sự thì không có hot lắm anh em, đúng không? Tại vì chưa có không có thủ đô nhiều, chỉ có ngoài cái cầu thủ Mbappe ra thì mấy cầu thủ kia cũng thường thường thôi, không anh em chơi nhiều. Nhưng mà ok anh em, thì nó ra thì anh em mình cũng cùng chia sẻ với nhau, kệ nó, có cầu thủ nào chơi cầu thủ đó à. Thì ok anh em, thì bây giờ là cho anh em xem ha, ba cái thẻ icon của cái giải Ly 1. Đó là cầu thủ CM99 người Pháp nè, CDM98 là người Pháp nè, và CAM97 người Nigeria. Thì đầu tiên đó là CM99 của Pháp. Thật sự của Pháp thì giải Pháp này thì cũng không có nhiều cầu thủ hay anh em. Một số anh em đoán là gì ta? Đó là Makalele và Zidane. Đó. Thì theo anh em là như thế nào? Theo mình thì chắc là Zidane quá. Theo mình cho anh em Zidane thôi. Chắc là Zidane. Tại Zidane thì bên giải La Liga cũng có nè, nghĩ cũng có nè, khả năng cũng ra nữa. Thì biết trận Ly 1 thì nó ra trước hay xong, biết nó ra không thì không biết anh em. Thì khả năng là Zidane. Đó, mình là Zidane, Zidane ha. Là CM. Tiếp tục là CDM98 người Pháp. Thì mình dự đoán có khả năng là con Bertic hoặc là con Desailly. Desailly đá CB nhưng mà lên được CDM. Nhưng mà thì mình nghĩ khả năng Bertic là cao hơn. Đó, nên mình sẽ đặt đá là con Bertic, là con CDM. Tiếp tục con CAM97 Nigeria là dễ đoán nhất. Là con Okocha. Đó, chung là ba con này mình đoán là Zidane, Bertic và Okocha. Còn anh em dự đoán như thế nào? Cứ bình luận vui vui dưới anh em chia sẻ với nhau ha. Đó. Thì ok anh em, đó là ba con icon của giải Ly 1 ha. Tiếp tục, đó, đây là một số đề xuất cầu thủ của giải Ly 1 của trang SCY Forum. Trong đó có là MLB, không cần thiết MLB anh em, thật sự luôn đó, MLB là quá hot trong cái giải Ly 1 rồi. Nhưng mà sắp tới thì MLB đi qua Real Madrid rồi anh em ơi, nên giải Ly 1 không còn là siêu sao nhiều nữa. Hết siêu sao rồi. Thì ok, tiếp tục gọi là Aubameyang. Aubameyang thì cũng lưu lạc rất là nhiều giải rồi. Đó, nên đang đá rất thành công ở Messi anh em, đã rất là phong độ rất tốt anh em. Tiếp tục là Dembele cũng khá ok anh em. Vitinha nè, Marquinhos Hoss nè, The Catlotello nè, Donnarumma nè, Golovin, còn Emery, Davis, Hernandez, Thiago Santos, Dente nè, Limilau đúng rồi, Medina, còn Besteles, còn Lukko. Đấy, đó là những cầu thủ của giải Ly 1 anh em. Nhưng mà cái này là chỉ là dự đoán thôi anh em, chưa có phải là chính thức. Thì chờ đến thứ năm hoặc là như thứ tư ngày mai á thì bắt đầu nó công bố chính thức cầu thủ cho mình chơi ha. Cái này dự đoán thôi, mình chơi thôi. Thì thực chất lân quẩn thì cũng bao nhiêu cầu thủ thôi, tại nó cũng đã dự đoán là những cầu thủ có phong độ tốt trong cái một cái giải Ly 1 rồi, nó đề xuất ra thôi cho anh em thôi. Đó, mình thấy được con MB với con mấy con nhờ của câu lạc bộ PSG á là hay ok thôi. Còn mấy câu lạc bộ kia thì cầu thủ kia thì mình thấy cũng bình thường nè, thật sự bình thường. Đó, thì ok anh em, đó chỉ là dự đoán cầu thủ Ly 1 ha. Tiếp tục một cái giải đấu khác nữa. Đó, trong đây có Messi anh em, tuyệt vời, rất là mong chờ anh em, rất là nhiều anh em mong chờ. Đã có Ronaldo thì phải có Messi. Đó. Và con Ruben Neves nè. Còn Rodriguez, đó, Sergio Busquets, đó, Dalsari, Vardy nè, đó ngon em. Nói chung là mấy cái giải khác anh em, mấy cái giải khác, mấy thủ giải khác á, cho vô thêm nữa. Hy vọng sẽ có Messi, cho một số anh em gọi là fan của Messi để mua về chơi hoặc là mở ra gì đó. Đó, cũng ngon em. Nhưng mà cái này cũng chỉ là dự đoán thôi nha, chưa chắc là có nha anh em, dự đoán thôi. Đó, thì ok anh em, đó là một cái số dự đoán của mình cho cái sự kiện Ly 1 nha anh em. Đó, còn mấy cái cầu thủ thì là một trang production forum, FC by forum dự đoán. Đó, ok anh em. Thì tiếp tục, hôm nay còn có game có cái gì không? Thì tiếp tục chỉ là mở bóc exchange chơi anh em. Thì cái account 888 này thì chưa bây giờ được độ anh em, từ đầu cái sự kiện đến giờ chưa được độ con nào ngon lành cần nào hết. Thì hôm nay tiếp tục coi xem
có được may mắn hay không, để cũng ăn ngon coi. Thì mình xem sự kiện top S này có cái gì không, rồi vô coi đến đâu rồi. Bullet đi ra thì chắc chưa lấy đâu, mình chưa lấy con nào ruy đâu, cũng chưa có mở nữa. À, sắp mở tới nè, đây có tới không ta, để mình mở thời gian có tới không, 350 nè, để con lấy cầu thủ nào cho mày coi. Đó, tiếp thì sao không biết nó xếp cái giải La Liga thứ mấy đó, hay thành tuần sau anh em. Tự nhiên nó sau giải Bundesliga và Liga 1 đó anh em ơi, không biết sao nữa mà nó xếp kỳ quá. Nhớ là La Liga là phải sau Premier League nhỉ, mình dự đoán mình không đích đó, sau nó cho lại là nó đổi lên Bundesliga trước nè. Đây cầu gì đấy, GK rồi, cam hả, cam là con gì ta, ô con gì đấy, trời 85 mới ghê chứ. Ok tiếp tục anh em ơi, năm nay có vẻ xáo trộn cái sắp xếp cái giải đấu á, không biết xếp sao nữa. Bundesliga sau Premier League xong tới League 1 và chắc là tuần sau là La Liga rồi, xong đến Serie A nè. Serie A anh em mong chờ con gì, mình mong chờ con CM Gullit anh em ấy, nó ngon đó. Serie A là có AC Milan là nhiều ai cần lắm. Tiếp tục nha, con có đủ lấy ruy con nào không, cuối cùng 50 điểm, trời có 45 điểm à, thôi oh man, 45 điểm à. Rồi không sao này, để ngày mai đi hà tí nữa mình đá. À chưa nè, thằng này nè, lấy đúng rồi, lấy lấy anh em ơi, lấy rồi đó, 50 điểm rồi đó, đâu rồi lấy ruy nữa em, lấy ruy luôn, tuyệt vời. Để chung lấy mấy con này mang đi chen thôi chứ không làm gì anh em ơi, thật sự luôn đó. Anh em lấy cả ba được hết nha, cả ba đều được hết, lấy con nào không được, giữ lên là tập tiêu cũng được này. Đó lấy con CB đó, lại con Machino, ồ hồi lại đi, lấy con ở giữa chứ đi, nhưng mà chưa có điểm anh em, 100 điểm sorry anh em, 100 điểm mới lấy được. Bây giờ qua Family League nha, Family League thì cứ đá chỉ chơi để mở mấy cái nhánh kiếm cầu thủ thôi, chứ bây giờ là không còn chơi gì hết. Đây giờ lấy con Machino là xong anh em ơi, là xong ba cầu thủ cuối nhánh rồi, giờ cứ cày thêm để lấy điểm để mở nhánh thêm mấy cái số cầu thủ thôi. Đó Machino 200 điểm rồi, lấy luôn đó, xong rồi đó, coi như là kết thúc cái nhánh của Family League rồi đó, ba cầu thủ rồi. Còn mình đi nhánh thêm ấy nè, đó nhánh thêm để mình kiếm thêm một số cầu thủ gì đó, đó gen hay gì đó, 50 nè, để mở 50 nè, chơi nè, rồi vô, đó, đấy, trời ơi, mặc định rồi, à, cái đen ghê đấy, không được độ cái nào ngon lành cần đảo hết, đen thật. Ok anh em, hết rồi. Còn bên phần icon thì cái này mình mở gì vậy ta, 85 rồi hả, à mình mở bên phần Xavi nè. Ô 125 được, chắc phải trả thêm ngày mai nữa mới lấy được con Savi 96 này. Đó. Thì ok anh em, mình có 54.500 gen lên chợ anh em. Ê con sọt lên store anh em. À. Lên store mở thôi. Để kiếm con nào nó ngon độ chứ coi. Tại cái gói là 3.000 tiếp. Gói này mình khoái gói này lắm anh em. Ok, mở thôi. Vô, đấy xem như nào đấy, hoặc là nhìn phẩm thế nào đấy. Đó. Không, bắt đầu là thì khởi động thôi. Thứ hai này quan trọng nè. Vô nha. Đức CM nha, icon nha. Kiếm một icon CM hay CB cũng được. Đức đi. Đức anh em ơi, CM đi. CM anh em ơi, icon đi. Mấy em nít, trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu nít. Trời ơi, thích quá, con này nãy mình quái luôn. Trời ơi, mình tưởng là Michael Blatt, icon Michael Blatt. Trời ơi. Nên thật, trời ơi, nó giờ cái ạc này nó đen thật. Khó ăn thật chứ, trời ơi. Tiếp tục, giữ ở trên, cái phần quan trọng ở trên đây. Ăn trên mới là quan trọng nè, ăn trên thì chúng ta cầu thủ ngon mới ngon nhiều nè. Giờ phải đọc trước câu gói 87, 90, 97 đi. Tức quá anh em ơi, ai vô đây. Đây lấy cầu thủ vô nè. Tức thật anh em ơi, tức lắm rồi, mén không mà kia mén nữa ra được, đây. Thế còn cô đất ca này nó ám mình quá. Mén con nào 98 đi, độ cái ạc này nó vô nè. Mấy cái ạc này thì từ đầu kiện giờ không cái độ nào hết. Không đen thật. Rồi vô nè, cờ gì đây, đất nha. Hà Lan hả? RB nha. CM hả? Rồi lên đường anh em ơi. Ôi lên đường rồi. Trời ơi, 94 này sẽ cũng ép mình lắm nè. Ôi, lại có xe vít nữa. Rồi ba con CM luôn. Ôi xong rồi. Hạt này đúng không được độ con nào đâu em. Thật sự không được độ con nào nữa. Để cho anh em xem nè. Ôi, mình không nói cái xạo anh em chi đâu. Mình, anh em cứ theo dõi clip mà biết nè. Đây nè. Anh em nhìn vô là không có một con nào là trên 96 luôn nữa, độ nữa. Trời ơi. Đúng là đen luôn đó. Tại là cầu thủ cũ mà. Quá trời thủ tốt ép này, thấy không, 94 quá trời luôn nè. Không biết mình làm gì đây, 94 mấy con 94 này đây, quá trời luôn, thấy chưa.
không được con nào ngon để cho vô đội hình đó. Rồi ôi, chúng nó đen thịt vẫn over 97, quá đen luôn. Rồi ok anh em, hôm nay chung là làm clip và là chia sẻ vui vui anh em ha về cái ly giải ly một sắp tới giá như nào của Icon ha. Đó thì cũng mà bắt chơi chơi mà ạc này vẫn chưa được độ anh em, thật sự đúng đen quá anh em ơi. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, coi lại cho nên khí cái ngộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.